Thì nói tới đây đó cũng có một con cá voi khác thường muốn nói tới, đó chính là CZ của Binance. Như bạn có thể biết là CZ là CEO của sàn Binance, thì CZ đó có đưa ra một cái bài Thuận cũng đã đăng trên những mạng xã hội, đó chính là nếu như bạn không thể hodl thì bạn sẽ không thể, thì phần lớn mọi người ở đây để là nếu như bạn không thể hodl thì bạn sẽ không thể làm giàu được, nếu bạn không thể hodl thì bạn sẽ không thể thành công được, vân vân. Tất cả đều đúng hết, nhưng mà cái mà Thuận muốn nói với các bạn ở đây đó, có phải là chúng ta hodl bất chấp giá hay là bất chấp tình hình hay không, thì tùy theo là mỗi người. Như là các bạn đã thấy được đó, bản thân Thuận thì cũng đã là một người mà tham gia chuyện này cũng rất là lâu rồi, có thể nói là đã 4 năm rồi. Thì trong cái thời gian 4 năm qua đó, Thuận đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối là tiền kỹ thuật số là tương lai của sau này. Cũng giống như là trước đây có nhiều tin tưởng Internet là tương lai của sau này, thì Thuận cũng tin tưởng tiền kỹ thuật số là tương lai. Cho nên Thuận đã quyết định là một phần của tiền kỹ thuật số Thuận sẽ không có ý định bán và sẽ giữ mãi mãi. Nếu như mà tiền kỹ thuật số được như là Thuận mong muốn thì đương nhiên là tốt. Nếu như không thì Thuận sẽ chấp nhận cái số tiền đó là coi như Thuận sẽ không còn quan tâm đến nữa. Đó là cái lòng tin của Thuận liên quan thị trường này. Phần còn lại đương nhiên đối với cái phương diện nhà đầu tư đó thì phần còn lại là phần mà Thuận cũng phải suy nghĩ đến chốt lời. Và cái điều mà chúng ta thấy được, cái chứng kiến ngày hôm qua, điều đó là điều gì? Để Thuận cho các bạn nhìn vào cái tài liệu trước đây đi. Chúng ta thấy là năm 2017 đó, những gì mà chúng ta nói tới ngày hôm qua các bạn cũng đã nhớ là cái đợt mà điều chỉnh lên tới 53,54%, có nghĩa là 54% đó là trước đây chúng ta không thấy xảy ra, nhất là chúng ta nhìn vào năm 2017 chưa có những đợt điều chỉnh nào mà hơn 40% hết. Chúng ta thấy được là phần lớn những đợt điều chỉnh là từ 29 cho đến 40% và 50% đó là một cái đợt điều chỉnh mà không bình thường trong một cái mùa tăng trưởng. Cho nên chúng ta thấy được là cho đến ngày hôm nay Bitcoin đã không đi theo cái xu hướng của năm 2017 rồi. Thì có phải là đi theo xu hướng của năm 2013 hay là không? Thì để tìm được thông tin của năm 2013 đó, chúng ta cũng cần phải nhìn vào một cái ký tự, đó chính là PLX, Dravecoin Liquid Index. Thì trên cái biểu đồ này chúng ta có thể là trở về và nhìn vào tài liệu của năm 2013 như là các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Để Thuận bỏ bớt một số những cái tab này, tại vì nhiều tab quá đó sẽ khiến cho cái máy nó bị chậm lại. Thuận sẽ bỏ bớt những cái tab chúng ta đã vừa nói tới để chú tâm vào những gì mà chúng ta đang nói tới mà thôi. Thì chúng ta trở lại thì các bạn thấy được là đây là cái đợt tăng trưởng mà nhiều người biết tới, đó là một đợt tăng trưởng mà có hai cái đỉnh. Có nghĩa là sao? Để chúng ta zoom ra đi, các bạn thấy được là đây là đợt tăng trưởng mà có cái đỉnh đầu tiên xuất hiện vào tháng 4 của năm 2013 và sau đó có đỉnh thứ nhì là chính là cái thời điểm là tháng 12 của năm 2013, là một mùa tăng trưởng mà có tới hai cái đỉnh, nghĩa là giữa mùa tăng trưởng này có một mùa đông xuất hiện vài tháng trời. Thì khi mà nhìn như vậy đó, các bạn thấy được là cái sự điều chỉnh này cũng không có đáng lo ngại, nhưng mà thực ra rất là đáng lo ngại đấy các bạn. Chúng ta nhìn vào đi, thì nhiều người bây giờ nói là có thể chúng ta đi theo cái tình hình mùa đông của năm 2013 giữa cái mùa tăng trưởng, có nghĩa là giá Bitcoin đó tăng trưởng lên tới cái mức là từ các bạn thấy là chỉ có khoảng chừng 20-25 đô, mà lần đầu tiên đó cái mùa tăng trưởng của năm 2013 đó, đợt tăng trưởng đầu tiên đẩy giá Bitcoin thẳng cho đến mức nào? Cho đến mức là 268 đô dựa theo biểu đồ này. Sau đó đó thì từ 268 đô, từ cái mức này mà các bạn thấy được là rớt xuống tổng cộng đó là bao nhiêu? Rớt xuống tổng cộng là 79%. 79% rớt từ 268 đô mà rớt xuống chỉ còn có 55 đô mà thôi. Sau đó như thế nào? Sau đó các bạn thấy được là đi hàng ngang. Hàng ngang bao nhiêu lâu trước khi mà chúng ta trở lại cái đỉnh cũ của năm 2013 hồi tháng 4? Thì các bạn thấy được là cái đợt mà đi hàng ngang này đó, để Thuận đếm coi là bao nhiêu ngày, mỗi một ngọn nến là một ngày đó, thì các bạn sẽ thấy được là cái mức mà từ cái đỉnh cũ này trước khi mà trở về cái đỉnh cũ thêm một lần nữa đó là tốn thời gian là 221 ngày. Các bạn thấy được là 221 ngày mà chia cho 30 ngày đi thì tốn là hơn 7 tháng trời. 7 tháng trời chúng ta mới thấy lại cái đỉnh cũ của năm 2013 hồi tháng 4. Sau đó như thế nào? Sau đó thì Bitcoin lại tăng vọt lên và đạt cái đỉnh mới cùng một năm, đó chính là cái đỉnh là cái mức là 1183 trước khi mà thực sự bước vào một mùa đông crypto. Thì chúng ta thấy được là chính giữa hai đợt tăng trưởng này lại có một cái đợt tích lũy dài như vậy. Và các bạn thấy được là nếu như mà mọi người nói là cái đợt tăng trưởng của năm nay tương tự như năm 2013, cho nên cái việc mà Bitcoin điều chỉnh 54% cũng không đáng lo ngại. Thực sự mà nói là cũng khá đáng lo ngại đó. Tại vì các bạn thấy được là không những là điều chỉnh 54% mà năm 2013 điều chỉnh thẳng xuống tới 79%. Và các bạn nên nhớ là khi các bạn nói tới điều chỉnh 54% đó là điều chỉnh về cái mức này. Nhưng mà khi mà từ 54 xuống 79 đó, thì các bạn phải lấy cái con số khác biệt đó chia cho cái số tiền. Lúc đó giống như là các bạn thấy được là điều chỉnh 54% đi, điều chỉnh xuống còn là khoảng chừng là 121 đô. Nhưng mà từ 121 đô mà điều chỉnh xuống còn 55 đô đó là các bạn thấy là điều chỉnh thêm 50% nữa. Chứ không phải chỉ điều chỉnh thêm có 20%. Cho nên nếu như mà chúng ta nói là năm nay là năm giống như năm 2013 thì giá có thể tiếp tục đi xuống nữa chứ không phải là chỉ ngưng ở đó. Và nếu như mà như vậy chúng ta lại phải đợi 7 tháng sau thì giá Bitcoin phải đạt được cái đỉnh cũ. Thôi thì không nghĩ là chúng ta phải đợi lâu như vậy. Tại vì nếu như mình thường nghĩ là mùa đông crypto chưa có đến, chúng ta vẫn còn mùa tăng trưởng thì giá sẽ bật lại rất là nhanh. Chứ thường không nghĩ là sẽ như vậy. Và bây giờ đó, nếu như chúng ta nói giống 2013 thì vẫn chưa có giống. Tại vì cái phần trăm đi xuống vẫn chưa phải như vậy. Và nếu như mà giống 2013 thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, chờ thời gian rất là lâu trước khi mà giá trở lại. Và chuẩn bị tâm lý đi giá đây xuống thêm. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì, nếu nói như giống 2017 là không giống rồi. Các bạn thấy năm 2017 đó chúng ta không như đợt đi xuống như vậy. Ở tại thời điểm hiện bây giờ, Bitcoin tăng trưởng đợt này không giống 2013, cũng không giống 2017. Bitcoin đang tạo ra một cái lịch sử mới. Lịch sử mới của Bitcoin này là gì? Có phải là đây là cái đợt tăng trưởng ngắn nhất hay là không? Như là các bạn thấy được là những đợt tăng trưởng trước đây thì đâu có ngắn như vậy. Đâu có phải chỉ mới vài tháng đã kết thúc. Thì điều này cũng có thể. Hay là có phải đây là một đợt tăng trưởng mà chúng ta có cái sự đi xuống 54%, sau đó họ phục lại rất là nhanh, như là một cái chữ V, họ phục lại rất nhanh, cũng là có thể. Và đi thẳng tới 100.000 đô hay không? Đương nhiên là có thể. Hay là chúng ta bây giờ đã thực sự bước vào đồng crypto cũng có thể luôn. Cái mình thường muốn chia sẻ với các bạn là nếu chúng ta nhìn vào tài liệu lịch sử thì không có tài liệu lịch sử để có thể cho các bạn một cái xu hướng là tình hình Bitcoin như thế nào. Đối với những gì mà chúng ta mới vừa nói tới đó là liên quan đến là cái đợt xuống giá này đó, trong vòng 24 giờ qua là không có bình thường, là một đợt xuống giá mà có ai đó cố tình đẩy giá xuống để mà thu mua thêm Bitcoin. Như là chúng ta thấy được cái tài liệu liên quan tới có cá voi thu mua Bitcoin ngày hôm qua, và cũng giống như là những cái tài liệu liên quan đến on-chain mà chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Cho nên dựa theo những cái tài liệu này đó thì bây giờ Thuận vẫn nằm trong một cái tình hình gọi là lạc quan, thận trọng. Lạc quan có nghĩa là sau khi giá nó xuống mạnh thì lại đẩy lên mạnh, và lại có những thông tin là đối với tình hình on-chain, đối với tình hình của những cái địa chỉ ví thì lại thấy có cái sự tích lũy đến từ những tổ chức đầu tư. Và sau khi mà có cái đợt xuống giá ngày hôm qua thì nghĩ là đã có rất nhiều người hoảng sợ và rời khỏi rồi. Càng ngày thì lại càng có nhiều người cứng tay hơn trong thị trường này. Đó là tình hình lạc quan. Thận trọng nghĩa là sao? Thận trọng có nghĩa là chúng ta không biết được là trong tình hình này như thế nào. Cái điều quan trọng nhất đó là quan sát tình hình on-chain. Chúng ta sẽ nói tới kỹ càng hơn. Nhưng mà chúng ta cần phải thận trọng, tại vì không có lịch sử để mà cho chúng ta có một cái xu hướng nhất định vào trong thời kỳ này. Và các bạn cũng đã biết là nhiều bạn theo Thuận cũng đã khá lâu rồi, cho nên nhiều bạn đã có lời rất nhiều. Và trong cái đợt mà đi lên giá trong cái thời gian là một năm qua đó, đã có nhiều người chốt lời để mà mua nhà, mua xe vân vân. Các bạn thấy được là comment ở dưới những cái video, những cái bài đăng của Thuận đó thì comment đầy hết. Thì đương nhiên Thuận rất vui những bạn nào mà đã có thể là kiếm được tiền trong thị trường này. Thuận chỉ có thể đem đến cho các bạn những thông tin mà thôi, còn quyết định mua bán là quyết định của các bạn. Cho nên chúc mừng những bạn nào mà đã tự đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân của mình và kiếm được lợi nhuận. Đó là một phần của những bạn nào theo dõi Thuận Capital. Một phần khác là theo dõi Thuận Capital nhưng mà có lời nhưng mà vẫn chưa có chốt, tại vì nghĩ là giá sẽ tăng trưởng cao hơn cũng có. Hay là những bạn nào mà mới tham gia Thuận Capital, chỉ mới bắt đầu đầu tư mà thôi cũng có. Thì các bạn có thể biết là đối với Thuận đó thì Thuận đã trung bình giá từ rất lâu, cho nên cái giá mua thì đương nhiên rất là thấp. Và trong cái mùa tăng trưởng này đã có nhiều lần Thuận chốt lời, Thuận đã đăng rất nhiều video mỗi lần mình Thuận chốt lời. Sau đó nó tích lũy cái tiền đó để khi mà giá đi xuống mua lại Bitcoin, mua lại Ethereum, mua lại những đồng khác với cái giá rẻ hơn. Thuận đã làm nhiều lần trong đợt tăng trưởng này, lúc mà 20.000, lúc mà 58.000 vân vân. Cho đến thời điểm bây giờ đó, nếu như mà nói là chốt lời và rút tiền thôi thị trường này thì Thuận vẫn chưa có chốt. Nhưng mà tình hình này đó thì chúng ta cũng cần phải nên kiểm soát cái lòng tham của mình. Nếu như mà các bạn có lời mà trong cái đợt đi xuống mạnh ngày hôm qua, lúc giá xuống 30.000 đô mà các bạn lo lắng đó, thì có thể là chúng ta đã quá tham lam, muốn lời thêm nhưng mà lại chấp nhận nguy hiểm rất là nhiều. Có thể nói là nếu như mà các bạn giả sử như là 100% tài khoản đi, nếu như mà các bạn là phần vốn trong đó chỉ có 20% hay là 30% thôi, thì nếu như các bạn lấy cái phần vốn ra thì các bạn sẽ cảm thấy là an toàn hơn. Và cái 70% còn lại nếu như mà giá đi lên nữa thì sao, thì đương nhiên là 70% còn lại vẫn cho các bạn cái phần lời rất là nhiều. Vì lý do đó trong tình hình này thì vẫn sẽ giữ một phần tiếp tục đầu tư trong thị trường này để xem coi là giá cả sẽ như thế nào, có tiếp tục tăng trưởng như là chúng ta mong đợi tới 100.000 đô hay là không. Một phần khác thường sẽ bắt đầu cái chiến lược đó chính là trung bình giá ra khỏi thị trường này. Một phần tại vì thường vẫn chưa có chốt lời trong đợt tăng trưởng này và cái phần lời đó cũng là rất lớn rồi. Đây là cái quyết định cá nhân của Thuận mà thôi. Thuận muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được tình hình. Thật ra mà nói đó, nếu như mà Thuận muốn nói tốt về thị trường này thì cũng được. Tại vì các bạn thấy được là thị trường này có thể là nhiều bạn có lời, cũng có thể là nhiều bạn không có lời. Nhưng mà bản thân Thuận thì các bạn thấy được là rất nhiều bạn ủng hộ, cho nên tham gia vào những cái sàn giao dịch, những sản phẩm, những dịch vụ mà Thuận giới thiệu, thì đương nhiên khi bạn tham gia đang thường sẽ nhận được hoa hồng. Đó là một trong những điều mà Thuận cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ trong thời gian qua. Thì đối với Thuận đó, cái cách mà đơn giản nhất là cứ lên đây, cứ chill the moon với các bạn, cứ nói tốt về thị trường này. Đương nhiên đó là cái cách làm đơn giản nhất, và các bạn chỉ cần là quan tâm đến thị trường này vẫn còn nóng thì Thuận vẫn còn có thể là tiếp tục hoạt động. Nhưng mà đó không phải là cái cách làm của Thuận từ bấy lâu nay. Các bạn cũng đã biết là Thuận tuy là rất là lạc quan, rất là tin tưởng vào thị trường này, nhưng mà trong cái phần tin tưởng đó chúng ta cũng phải có một cái phần gọi là thận trọng với cái thị trường này. Tại vì cuối cùng chúng ta cũng chỉ muốn đầu tư mà thôi, cho nên Thuận lúc nào cũng muốn chia sẻ hết những cái suy nghĩ của Thuận đối với các bạn. Đúng hay sai thì cái đó là mỗi bạn sẽ tự đưa ra cái cảm nghĩ cá nhân. Cái mà Thuận có thể làm là đem tới những tài liệu mà Thuận cảm thấy là giá trị với các bạn. Đây là điều đầu tiên mà Thuận muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, và các bạn cũng có thể thấy được là video ngày hôm nay là một video cũng rất là dài. Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và chúng ta bây giờ đã đến gần tới 85.000 subscriber rồi, có thể nói là cái số lượng đăng ký hàng tháng rất là nhanh, nhanh đến nỗi mà Thuận không thể tưởng tượng được. Các bạn thấy được là đối với lại một kênh crypto đó mà tiếng Việt thì không có nhiều người quan tâm như là những cái kênh mà quốc tế, nhưng mà cái số lượng mà đăng ký mỗi tháng đó là mười mấy ngàn bạn thì thực sự nói là một cái sự tăng trưởng Thuận cũng khá là bất ngờ. Và Thuận cũng cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn nút like mỗi video, comment đầu tiên, vân vân. Rất cảm ơn các bạn. Và đương nhiên Thuận cũng muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ Thuận Capital bằng cách là sử dụng những cái link ở bên dưới, những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital. Thuận cũng cố gắng đem tới nhiều cái ưu đãi cho các bạn, như là tham gia vào sàn Binance đó, thì chỉ thông qua link Thuận Capital các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch khi mà các bạn đăng ký. Và đương nhiên có hai cái mã đăng ký đây, các bạn đăng ký mã nào cũng được, các bạn đều thưởng được cả hai, giảm phí giao dịch cho thông thường và giảm phí giao dịch cho futures. Những bạn nào mà thích giao dịch futures, margin thì có sàn margin Bybit là một trong những cái tài trợ trên channel này cũng đã rất nhiều và rất lâu rồi. Các bạn thấy được là Bybit bây giờ thì có bonus lên tới 1.610 đô và gửi tiết kiệm lãi suất lên tới 15%. Một sàn margin rất nổi tiếng, sàn EMT, một sàn margin có trợ copy trade, sàn FTX, sàn Binance US. Đây là một cái sự lựa chọn nhưng mà nào sống ở Hoa Kỳ mà ở tiểu bang mà sàn Binance US hỗ trợ thì có thể sử dụng. Đây là một sàn altcoin mà các bạn có thể mua nhiều altcoin khác nhau. Sàn Coinbase cũng không có gì để nói. BlockFi, ứng dụng lending có lãi, các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số và các bạn có thể nhận được lãi hàng tháng, và bây giờ có bonus lên tới 250 đô. Và đương nhiên rất quen thuộc, CryptoCoin, ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy trở lại để mà nói về những cái thông tin khác nổi bật đi. Thì chúng ta thấy được có một cái thông tin, đó chính là thông tin liên quan đến cái giám đốc đầu tư của công ty đầu tư Guggenheim. Thì đây là một người mà các bạn cũng đang thấy là bữa nay nói này về Bitcoin, ngày mai nói kia về Bitcoin. Trở lại ngày 16 tây tháng 12 đi. Bắt đầu từ đầu các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Ngày 16 tây tháng 12 đó thì giám đốc đầu tư Guggenheim đã nói là Bitcoin có thể đáng giá lên tới là 400.000 đô. Bitcoin đáng lý đâu là phải có cái giá này. Và sau đó ngày 21 tháng 1 đó thì Guggenheim lại nói là Bitcoin có thể đã đạt tới đỉnh rồi. Lúc đó các bạn thì được là Bitcoin đó chỉ mới khoảng chừng là 30-40 ngàn mà thôi. Sau đó đó thì Guggenheim, sau khi mà giá Bitcoin điều chỉnh đó, thì Guggenheim lại nói là giá Bitcoin sẽ không đủ sức mua để có thể giữ được cái giá trên 30.000 đô. Nhưng mà sau khi mà họ đã mua Bitcoin rồi, đây họ lại nói là ngày 3 tháng 2 thì Guggenheim lại nói là Bitcoin sẽ lên tới 600.000. Bây giờ đây là một công ty mà hôm nay nói này về Bitcoin mà nó kia về Bitcoin. Và ngày hôm nay đó thì Scott Miner, CIO, giám đốc đầu tư của Guggenheim nói gì? Nói là Bitcoin đây đã chứng minh là một cái hiện tượng hoa tulip. Và bây giờ đó thì bong bóng này đã bể rồi. Các bạn được là cái người này hôm nay nói này, ngày mai nói kia thì làm sao chúng ta có thể tin được. Và cũng là khá là mắc cười tại vì lâu rồi thường ít nghe ai nói tới. Năm 2007 thì nghe đầy, nhưng mà năm nay thì ít nghe ai so sánh Bitcoin với lại bong bóng hoa tulip. Các bạn cũng đã nhớ thì cái bong bóng hoa tulip đó, hiện tượng này đó chỉ là 8 tháng mà thôi. Trong khi mà chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì đã là một cái tài sản có mặt là 11 năm rồi. Cho nên làm sao mà so sánh được. Nếu như mà nói như vậy thì nhiều người nói là Bitcoin bong bóng có, bong bóng bể. Rồi mỗi lần bong bóng bể thì nhiều người lại bước ra cho là mình đúng. Nhưng mà thật ra không đúng gì hết. Tại vì các bạn thấy được là nếu chúng ta so sánh với Bitcoin thì từ năm 2013, để chúng ta trở lại lịch sử của Bitcoin, bắt đầu từ đầu đi, là bắt đầu từ cái thời gian như là năm 2011 đi. Thì lúc đó đó giá Bitcoin là không có giá trị, bắt đầu từ $1 và lên tới là 31 đô. Thì sau đó giá đã rớt trở xuống chỉ còn có 2 đô. Nhiều người nói là bong bóng đã bể, Bitcoin coi như đã xong. Sau đó đó Bitcoin là từ 2 đô rồi lại đi lên cho đến mức nào? Đi lên cho đến mức mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin đạt từ 2 đô lên tới 267 đô, rớt xuống còn lại là 50 mấy đô. Thì nhiều người nói là bong bóng đã bể, Bitcoin đã hết. Tôi đã nói đúng. Sau đó đó thì từ cái mức là 50 mấy đô đi lên thẳng cho tới là hơn 1.000 đô, 1.100 đô. Sau đó từ 1.100 đô đó thì rớt xuống chỉ còn khoảng chừng là 341 đô. Thì nhiều người nói là bong bóng đã bể, tôi thấy đúng rồi. Thì các bạn có thể được là như vậy cứ lặp lại hoài. Cứ kế tiếp từ 300 mấy đô đó thì lại lên tới cái thời gian là năm 2016. Năm 2016 đến 17 đó thì lúc đó giá Bitcoin đạt được cái mức là 20.000 đô như chúng ta cũng đã biết. Và sau đó đó từ 20.000 đô thì giá Bitcoin lại rớt xuống còn có 3.000 mấy đô. Thì nhiều người nói là bong bóng đã bể. Tôi nói đúng là Bitcoin đó là không có cái giá trị gì hết, bong bóng đã bể và Bitcoin coi như đã chết. Thì các bạn thấy được từ 3.000 đô Bitcoin lên thẳng tới 65.000 đô. Và trong đợt này đó giả như là 65.000 đô là cái đỉnh đi. Thì nếu như mà 65.000 đô mà Bitcoin rớt xuống còn 20.000 đô thì nhiều người cũng sẽ tự cho là mình đúng. Nhưng mà các bạn có để ý thấy không? Bitcoin đi từ đáy đến đỉnh, sau đó là từ đáy đến đỉnh, sau đó từ đáy đến đỉnh lần nữa, sau đó từ đáy đến đỉnh lần nữa, và sẽ tiếp tục và sẽ tiếp tục và sẽ tiếp tục. Và mỗi lần mà Bitcoin đi xuống đáy đó thì cái đáy lúc nào cũng cao hơn cái đáy cũ rất là nhiều. Những người nào mà từ năm 2013 nói Bitcoin không có giá trị, đến lúc đó Bitcoin chỉ có vài trăm đô, thì các bạn thấy được là cái lúc mà Bitcoin họ nói là bong bóng bể năm 2018 đó, lúc đó là Bitcoin tới 3.000 mấy đô, nghĩa là gấp 10 lần cái giá của đợt tăng trưởng trước đó. Và đợt này các bạn thấy được nếu như Bitcoin mà bong bóng bể ở mức là 20.000 đi, giả sử như Bitcoin xuống 20.000 thì vẫn cao hơn cái giá của cái đợt bóng bể trước đó gấp mấy lần. Cho nên các bạn thấy được là Bitcoin đó thì năm này và năm nọ đều chứng minh được là một cái tài sản lưu trữ giá trị lâu dài. Nếu như mà các bạn nói là Bitcoin đi từ không có giá trị lên tới cái mức 40.000 mà Bitcoin là không phải một tài sản lưu trữ thì không biết cái gì gọi là tài sản lưu trữ hết. Tại vì trên thế giới này cho đến ngày hôm nay không có một tài sản nào có thể cho các bạn có một cái lợi nhuận như vậy. Đó là lý do tại sao mà những công ty bây giờ lưu trữ, đó là lý do tại sao mà những ngân hàng bây giờ hỗ trợ. Họ không phải hỗ trợ tại vì họ thích thị trường này, là phi tập trung thích công nghệ, mà họ hỗ trợ tại vì họ biết đây mới là tương lai. Những người nào mà không hiểu thì sẽ chỉ bị bỏ lại mà thôi. Tương lai đang nằm trước mắt các bạn. Đây là sự thật mà Thông muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có tin hay không tin thì là quy định của mỗi người. Bãi Đăng Thượng thì các bạn cũng đã biết là một phần tài sản sẽ mãi mãi không rời khỏi thị trường này. Nếu như mà Thượng nói sai thì chấp nhận tất cả. Đó là điều mà Thượng đã nói. Và cái phần tài sản đó sẽ cùng lên xuống với thị trường này. Ngoại trừ phần tài sản nói ra thì đương nhiên phần còn lại là phần Thượng đầu tư. Cái đó là chúng ta nói tới mới đây. Chúng ta sẽ nói tới cái phần tài sản mà Thượng sẽ mãi mãi giữ trong thị trường này mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy trở lại và nói về Tulip Media đi. Thì có rất nhiều bạn đó thích về câu chuyện này đó. Thì Tulip Media là một trong những cái hiện tượng bong bóng qua tulip của thế kỷ 17 ở Holland. Thì ở nước Holland á, lúc đó đó là người ta chẩn đoán là bắt đầu chúng ta nghe nói tới câu chuyện hoa tulip. Tôi nói tới câu chuyện tại vì chúng ta thực sự là không có nhiều những cái dẫn chứng lịch sử liên quan đến cái vấn đề này. Cái bạn thấy được là người ta chẩn đoán là khoảng 5.624 và kết thúc đó là khoảng 5.637. Đâu đó trong cái khoảng thời gian này mọi người đều không có rõ, nhưng mà cái sự thật là có một số dẫn chứng cho thấy được là cái giá của hoa tulip đã tăng rất là cao trong thời gian này, nhưng mà chỉ có là cái số lượng tài liệu được ghi chép lại đó là hoa tulip bán ở đâu, bán giá bao nhiêu và có bao nhiêu những cái như là biên lai hay là tài liệu ghi lại lịch sử rõ ràng là mua bao nhiêu bán bao nhiêu thì không có nhiều. Thường nhớ là khi đọc lịch sử đó chỉ có khoảng chừng là 12 hay là 17 tài liệu mà thôi, cho nên người ta biết là cũng có nhiều hoa tulip bán cái giá cao. Những gì được ghi lại trong lịch sử đó là các bạn thấy được là thời điểm đó rất khó biết được là cái lương một năm là trung bình bao nhiêu, nhưng mà khoảng chừng là 160 guilders. Dựa theo bài viết này thì hoa tulip đó một cái có thể bán lên tới là 150 guilders, có nghĩa là bằng cái mức lương của người bình thường cả năm trời. Bạn thấy được là nó đáng giá cỡ nào. Và một câu chuyện nổi tiếng mà truyền miệng đó chính là có một người nào đó sau khi mà đã qua đời để lại tài sản là 70 củ hoa tulip, và 70 củ hoa tulip này đã bán đấu giá lên tới 53.000 guilders. Và một câu chuyện khác nữa là năm 1635 là 40 cái củ hoa tulip đã bán trong một cái cuộc đấu giá khác lên tới cái giá là 100.000 guilders. Và các bạn cũng đã nhớ là một người bình thường đó, thời điểm đó là chẩn đoán chỉ kiếm được 150 guilders một năm mà thôi. Thì đây là câu chuyện liên quan đến hoa tulip và các bạn cũng đã biết là kết quả như thế nào. Kết quả là hoa tulip vỡ, cái bong bóng này đã bị vỡ. Và ảnh hưởng ra sao đó thì thực sự nói là chúng ta cũng không có rõ ràng về mặt lịch sử, cho nên bản thân Thường cũng có khá nhiều cái nghi vấn về cái hiện tượng hoa tulip này. Nhưng mà cho là nó có thật đi, cho là như vậy đi, thì ảnh hưởng chỉ là trong cái phạm vi Hoa Lệnh hay là những nước lân cận mà thôi. Và sau khi mà bong bóng này bị bể đó thì hoa tulip không có một lần nữa trở thành hiện tượng bong bóng và lại bể một lần nữa. Nhưng mà các bạn có biết cái gì người ta gọi là bong bóng sau đó lại bể, lại trở thành bong bóng sau đó lại bể nữa hay là không? Đó chính là Bitcoin. Không có bong bóng nào mà Thường biết tới mà lại nổi lên và bể, nó là bể nhiều lần như vậy. Đó là điều mình Thường muốn chia sẻ với các bạn. Và không chỉ nói riêng là Bitcoin, các bạn thì được là mỗi lần mà có một công nghệ mới đó thì hiện tượng bong bóng sẽ xảy ra. Tại vì công nghệ mới thì làm sao mà ta biết được là công nghệ đó đáng giá bao nhiêu. Ngay cả các bạn thấy được là Internet chúng ta cũng có cái bong bóng.com, nhưng mà sau đó các bạn thấy là Internet, những công ty sau khi mà qua khỏi cái mùa bong bóng bể đó, những công ty mà thật sự là tiếp tục ở lại thì là những công ty nào? Những công ty như chúng ta biết được là Amazon, Microsoft, những công ty lớn trở thành đồ sộ ngày hôm nay. Sau cái bong bóng.com đó đã trở thành những công ty lớn thì crypto cũng như vậy mà thôi. Đối với Thuận, sau khi mà chúng ta trải qua cái thời kỳ mà đầy sôi động này, khi mà crypto ổn định lại đây, các bạn sẽ được là cái vị trí crypto trên thế giới sẽ như thế nào. Và chúng ta nói tới Internet thì các bạn thấy được là những bài viết, đây là bài báo nha, Daily Mail, năm tây tháng 12 năm 2000 thì nói là Internet có thể chỉ là một cái phong trào gì đó thôi, mọi người sẽ không sử dụng. Bây giờ là năm 2021, các bạn thấy bài báo này đã sai như thế nào. Kế tiếp nữa thì các bạn thấy được là bất cứ cái gì mới đó thì cũng có nhiều người nói là không có phải là một ý kiến tốt, chúng ta không có cần. Tại sao lại cần có tiền kỹ thuật số, chúng ta có tiền thông thường thì tại sao lại cần phải có như vậy. Các bạn cần nên hiểu là những người nói như vậy đó là những người như thế nào, là họ có cái lợi gì khi mà họ nói xấu về crypto này. Các bạn thấy được là Internet là một cái ý kiến xấu, là những chủ của những cái công ty mà in báo để mà bán đó thì đương nhiên là họ không đến Internet, tại vì họ nghĩ là nếu như có Internet thì còn ai đi mua báo nữa. Cho nên lúc đó là lúc mà những công ty báo đó tấn công mạng lưới Internet, nói Internet đó là dành cho những cái người phạm tội, là Internet là một nơi mà rất xấu xa, không nên sử dụng Internet. Kế tiếp, TV là một cái ý kiến rất là xấu. Ai nói? Lúc đó là những người nào chủ của những cái đài radio nói, tại vì họ sợ là TV sẽ lấy thị phần của họ. Kế tiếp, Uber là một ý kiến xấu. Ai nói? Những người chủ taxi nói. Airbnb là một ý kiến xấu. Ai nói? Là chủ của những khách sạn nói. Tại vì Airbnb là một nơi mà các bạn có thể mướn phòng hay là mướn nhà thông qua hệ thống mà không cần phải thông qua những khách sạn. Đương nhiên họ không thích. Bitcoin bây giờ ai nói là một ý kiến xấu? Là những ngân hàng, những người nào mà có cái gốc rễ lớn trong thị trường tài chính thường sẽ không thích Bitcoin. Tại vì các bạn thấy được là sức mạnh Bitcoin rất là lớn, chứ nếu như không các bạn thấy được, các bạn cứ đi như là các bạn đi trên đường đi, các bạn thấy cục gạch các bạn đâu có đứng lại chống nạnh để mà chửi cục gạch làm cái gì. Chỉ khi nào mà các bạn đi trên đường các bạn không thấy, các bạn dấp phải cục gạch đó, các bạn té, các bạn mới đứng dậy, các bạn mới chửi cục gạch mà thôi. Thì không ai rảnh mà đi chỉ trích một thứ gì hết, ngoại trừ là họ sợ cái thứ đó. Các bạn thấy được là tại sao Bitcoin bây giờ lại được nói tới hàng ngày và nhiều ngân hàng nói tới thích cũng có, không thích cũng có tại vì họ sợ. Đây là điều các bạn cần phải hiểu. Nếu như mà Bitcoin đó thực sự là một cái ý kiến xấu, Bitcoin không có giá trị, Bitcoin sẽ biến mất, Bitcoin sau này kia nọ thì họ không cần phải tốn thời gian để mà nói như điều đó. Tại vì sao họ cần phải nói? Để cho họ đưa tư tưởng của họ vào trong đầu các bạn. Đó là điều mà các bạn cần phải hiểu.